xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Giây. Lời đầu tiên, Ba Giây xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Trong video này, Ba Giây sẽ chia sẻ đến tất cả quý vị và các bạn với những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay. Trước khi đi vào nội dung chia sẻ video ngày hôm nay, thì Ba Giây xin mời tất cả quý vị và các bạn nào chưa đăng ký kênh, đừng quên bấm nút đăng ký và bấm quả chuông thông báo để nhận được các cái thông tin từ kênh bài dạy. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn theo dõi nội dung. Vào ngày 13 tháng 12, Hội đồng xét xử đã tuyên án Hà Thị Nguyệt sinh năm 1986, trú tại xã Triền Hạc, huyện Yên Châu, nghi phạm liên quan đến cái vụ là cắt phanh của quý của chồng lúc nửa đêm. Theo thông tin, thì vào ngày 13 tháng 12, Tòa án Nhân dân huyện Yên Châu, Sơn La đã đưa bị cáo Hà Thị Nguyệt sinh năm 1986 trú tại xã Triền Hạc, huyện Yên Châu ra xét xử về cái tội là cố ý gây thương tích hoặc là gây tổn hại sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tự thú, gia đình có công với cách mạng và là lao động chính đang nuôi ba đứa con nhỏ. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hà Thị Nguyệt 33 tháng tù cho hưởng án treo. Theo thông tin từ báo người lao động, vào năm 2016, Nguyệt tìm hiểu và kết hôn với Nguyễn Văn Quang sinh năm 1993 và có hai con chung khoảng tháng 3 năm 2022. Do phát hiện thường xuyên bị mất trộm tiền, cho nên ngày 19 tháng 3, Nguyệt đã tự đi mua một cái chiếc camera nhỏ, rồi giấu kín với cái mục đích là theo dõi xem người nào lấy trộm tiền. Đến 14 giờ cùng ngày, người phụ nữ này về nhà lấy cái thẻ nhớ trong cái thiết bị camera ra để xem thì phát hiện cái đoạn video ghi lại cái cảnh chồng có hành vi quan hệ với cháu L ngay tại giường ngủ của hai vợ chồng. Sau đó Nguyệt đã đưa cháu L đến bệnh viện để mà khám và được cháu cho biết là từ ngày 27 tháng 8 năm 2000 đến ngày 19 tháng 3 năm 2022, Nguyễn Văn Quang đã thực hiện hành vi quan hệ với cháu L rất là nhiều lần bằng các cái thủ đoạn đe dọa rồi ép buộc quan hệ tình dục. Nghe cháu L kể lại toàn bộ nội dung, Nguyệt dự định là tới sáng ngày hôm sau ngày 20 tháng 3 sẽ đến công an huyện Yên Châu trình báo tố giác hành vi phạm tội của Quang. Tuy nhiên, khoảng 23 giờ 45 phút ngày 19 tháng 3, Nguyệt tỉnh dậy đi vệ sinh thì nhìn thấy cái cảnh của Quang đang ngủ nằm sai ở trên giường. Lúc này nghĩ tới cái việc con riêng của mình bị Quang cưỡng ép quan hệ như thế trong cái thời gian dài khiến cho Nguyệt bức xúc. Sau đó cái người phụ nữ này mới xuống bếp lấy một cái con dao rồi mới quay lên nhà rồi cắt phăng cái của quý của chồng. Theo kết luận giám định của Trung tâm Giám định Pháp Y tỉnh Sơn La thì tỷ lệ tổn thương trên cơ thể của Nguyễn Văn Quang là 72%. Quá trình điều tra ngày 28 tháng 3 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Châu ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Quang về các hành vi cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi quy định tài khoản 2. Điều 144 Bộ luật hình sự năm 2015. Tiếp đó thì công an huyện Yên Châu đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hà Thị Nguyệt về tội là cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Tại cơ quan điều tra, Nguyệt khai là vì quá uất ức, phát hiện chồng nhiều lần quan hệ với con gái riêng của mình như thế cho nên đã dùng dao cắt đứt dương vật của qua. Ngày 13 tháng 12, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lã Thị Anh, tức là Lã Kỳ Anh, 32 tuổi, ngụ quận 7 thành phố Hồ Chí Minh 7 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Hội đồng xét xử nhận định bị cáo thành khảng khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, phạm tội không gây thiệt hại, bị cáo là không có tình tiết tăng nặng hình sự, cho nên là tuyên mức án dưới khung hình phạt về trách nhiệm dân sự bị hại đã nhận lại tài sản và có đơn xin bãi lại cho bị cáo cho nên không có gì xem xét trước đó thì trong cái phần phát biểu quan điểm và luận tội đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị bị cáo Lã Thị Anh từ 12 đến 13 năm tù tại tòa bị cáo Anh đã thừa nhận hành vi phạm tội như là cáo trạng đã truy tố xong bị cáo trình bày mục đích lấy đồng hồ không phải là muốn chiếm đoạt. Theo bị cáo Anh, giữa bị cáo và người bị hại có mối quan hệ tình cảm. Do mâu thuẫn cho nên bị cáo muốn là đánh cáo đồng hồ, một thời gian sau sẽ trả lại. Bên cạnh đó bị cáo Anh khai trước khi mà lấy đồng hồ đó thì bị cáo có thu nhập ổn định từ công việc. Chuyên tư vấn đưa giải pháp cung cấp dịch vụ marketing cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu quần áo từ Quảng Châu về Việt Nam mua bán. Theo cáo trạng thì tháng 7 năm 2021 bị cáo quen với anh anh NMT đến đầu tháng 8 năm 2021. Bị cáo là thường đến và ngủ lại phòng của anh anh NMT ở phường Võ Thị 6, quận 3. Trong thời gian này anh NMT đã cho thị anh xem cái bộ sưu tập đồng hồ ở trong phòng ngủ, trong đó có cái chiếc đồng hồ Rolex trị giá là 80 đến 90.000 USD cho nên à, bị cáo mới mua cái đồng hồ giả tương tự để mà tráo đổi lấy đồng hồ thật của anh NMT. Ngày 19 tháng 9 năm 2021 anh NMT anh phát hiện cái đồng hồ cái hiệu Rolex của mình đã bị đánh tráo cho nên đến công an phường Võ Thị Sáu quận 3 trình báo. Qua truy xét thì à, ngày 21 tháng 9 năm 2021 công an quận 3 đã thu giữ đồng hồ hiệu Rolex của anh NMT. Theo kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, đồng hồ hiệu Rolex mà bị cáo Lã Thị Anh trộm có giá là 1,99 tỷ đồng. Kính thưa quý vị và các bạn, tiếp theo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và 6 đồng phạm bị khởi tố liên quan dù là biến tấu hồ sơ đất. Ngày 12 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án. Các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để mà tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 bị can trong vụ án. Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí. Xảy ra tại dự án là khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2. Ba lô đất số 18, 19, 20 thuộc là quỹ đất hai bên đường 706B, nay là đường Dọ Nguyên Giáp, Nguyễn Thông, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận theo quyết định khởi tố vụ án ngày 10 tháng 2 năm 2022 của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. Kết quả xác định 6 trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, quy định tài khoản 3 điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015 và một trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tài khoản 3 điều 360 Bộ luật hình sự năm 2015. Ngày 12 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành quyết định bổ sung, quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 5 bị can gồm một là Đặng Hoài Nhân, sinh năm 1965, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận, nguyên giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bình Thuận, nơi thường trú và nơi ở hiện tại là khu phố 2, phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 2. Nguyễn Thanh Cho, sinh năm 1973, chuyên viên phần hành chính tổng hợp, nguyên chi cục trưởng, chi cục quản lý đất đai, sở tài nguyên và môi trường, tỉnh Bình Thuận, nơi thường trú và nơi ở hiện tại, phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 3. Lê Nam Hưng, sinh năm 1980, tránh văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận. Nguyên Phó Chi cục trưởng, Chi cục quản lý đất đai, nơi thường trú và nơi ở hiện tại, phố Bùi Thị Xuân, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 4. Phạm Duy Cường, sinh năm 1974, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Nguyên Phó trưởng phòng, phụ trách phòng kinh tế đất chi cục quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận, nơi thường trú và chỗ ở hiện tại Nguyễn Văn Linh, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 5. Lê Quy Anh, sinh năm 1977, trưởng phòng hành chính tổng hợp, chi nhánh cục quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận, nơi thường trú và nơi ở hiện tại đường Nguyễn Khắc Nhu, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí quy định tài khoản 3 điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015. 6. Quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Thị Thu Phong, sinh năm 1962, nguyên phó giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bình Thuận, thường trú tại khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, khu phố 8, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận về tội là vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản. Nhà nước gây thất thoát lãng phí quy định tài khoản 3 điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015. 7. Quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam để mà tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Phong sinh năm 1967 tỉnh Quỷ Diên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, nguyên Giám đốc Sở Tài chính nơi thường trú và nơi ở hiện tại, phố Bùi Thị Xuân, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Quy định tài khoản 3 điều 360 Bộ luật hình sự năm 2015. Các quyết định lệnh của cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an, Diện kiểm sát nhân dân tối cao, 5 vụ phê chuẩn theo quy định của pháp luật, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định lệnh đối với 7 trường hợp trên để mà tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật. Kính thưa quý vị và các bạn, tiếp theo nội dung ngày 12 tháng 12, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử Nguyễn Thái Luyện, cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần địa ốc Alibaba cùng với 22 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Dốc hết tiền của gia đình xào xáo. Từ sáng sớm thì hàng trăm bị hại ở các tỉnh, thành, ở trên cả nước có mặt. Nhiều người trong số này đã cao tuổi hoặc là lao động nhập cư tại thành phố Hồ Chí Minh. Họ là các cái bị hại thuộc trong 8 dự án ma của Nguyễn Thái Luyện. Do số lượng bị hại đông cho nên họ tham gia phiên tòa qua màn hình lớn được bố trí trước sân tòa và phát biểu ý kiến tại buộc khai báo ở đây. Chủ tòa yêu cầu bị hại chuẩn bị đơn rồi hợp đồng liên quan chứng cứ kèm theo. Khi mà được phát biểu thì không trình bày nhiều, chỉ nói về số tiền đã nộp cho công ty và số tiền để cho các bị cáo bồi thường cho mình. Hội đồng xét xử sẽ xem xét dựa trên các cái căn cứ này trước tòa, nhiều bị hại khai là ký hợp đồng mua đất của luyện từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng và yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền đã ký hợp đồng mua đất. Một số khác thì à, mong lấy lại cái phần đất vì à, mục đích là mua đất để ở chứ không phải là để đầu tư lướt sống. Trong đó có bà LTVH ngủ ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Mong muốn là lấy đất nếu mà không được cái mới nhận lại tiền. Bà H cho biết là trước khi ký hợp đồng mua đất đã được nhân viên dẫn đi xem dự án. Khi mà đến khu đất thì thấy xung quanh toàn là rừng, không như là những gì là quảng cáo và tin tưởng vào cam kết lợi nhuận. Tính pháp lý của các dự án mà nhân viên môi giới của công ty Alibaba rót vào tay. Bà Mạnh Giang bỏ hơn 480 triệu đồng đầu tư hai dự án. Còn bà VTTL ngụ ở tỉnh Tây Ninh trước khi cam kết chắc nịch về lợi nhuận từ cái việc đầu tư vào các cái dự án mà công ty Alibaba đã vẽ ra. Thấy cơ hội làm giàu không khó đã là dứt khoát dùng hơn 300 triệu đồng. Tích cốt rồi tính sửa lại nhà cho ba mẹ rồi mang cái số tiền đó đi đầu tư. Theo bà L, cứ nghĩ mua đất là không lỗ được. Nhưng mà khi chừa lại được đồng nào thì luyện và các đồng phạm đã bị bắt. Ban đầu thì tôi giấu gia đình nhưng mà giấy không gói được lửa, chồng biết chuyện buồn lắm, không còn tin tưởng tôi nữa cho nên tình cảnh của gia đình trở nên nhạt nhòa. Đau khổ lắm, bây giờ là chỉ mong là kiếm lại được đồng nào hay đồng đó. Bà L đã giải bài như thế. Mong bản án công tâm là cái bài tỏa của rất nhiều người bị hại có mặt tại phiên tòa xác xử. Cả tin hám vào nhanh cho nên mới dướng vào dòng lao lý theo lời khai của các bị hại, đa số là họ có mối quan hệ quen biết hoặc là người nhà của nhân viên công ty Alibaba. Ngoài ra một số bị hại từng là nhân viên của công ty này, ngồi ở một góc sân, vợ chồng của ông TTN ngủ tại thành phố Hồ Chí Minh rầu rĩ tâm sự, gia đình của ông vừa là bị hại, vừa là có cháu là bị cáo ở ở trong vụ án này. Trương Thị Hào Ngọc, bị cáo buộc là đồng phạm giúp sức cho giúp cho luyện lập 4 dự án không có thật. Trên là bảy thửa đất nông nghiệp chiếm đoạt hơn 34 tỷ đồng từ 112 khách hàng. Vợ chồng của ông N cho rằng luyện nắm bắt và đánh vào tâm lý khao khát làm giàu của những cái người có cuộc sống khó khăn. Ngọc có thì một coi từ lúc 5 tuổi sau khi học hết lớp 12 đã bươn chải kiếm sống bằng nhiều nghề trước khi làm nhân viên môi giới cho công ty Alibaba. Được một thời gian, Ngọc được Nguyễn Thái Luyện bổ nhiệm làm giám đốc công ty tia chớp, công ty con của hệ thống công ty Alibaba. Dù làm chức vụ cao, được đứng tên nhiều diện tích đất nhưng mà thực chất thì chẳng có bao nhiêu tiền. Làm được đồng nào, Ngọc nghe lời luyện đầu tư vào các dự án của công ty vì luôn được khuyến khích mỗi nhân viên là một cái nhà đầu tư. Cách đây ít năm, gia đình của ông N bán một cái căn nhà ở Bình Dương gom góp được 900 triệu đồng đưa cho Ngọc đóng hết vào trong các cái dự án. Nhưng mà ngày ra tòa bản thân của Ngọc cũng không biết rõ là mình đầu tư các cái dự án nào. Chỉ biết là nghe lời luyện góp vào các dự án sẽ xin lời. Đi làm bao nhiêu năm nhưng mà cái ngày nó bị bắt trong tài khoản chỉ có là 5 triệu đồng, không có tài sản nào khác. Đó là anh trai của bị cáo Ngọc ngậm ngùi nói thêm vào. Tại phiên tòa, một số bị hại cho rằng bản thân nhiều nhân viên của công ty Alibaba cũng vì tin tưởng vào cái sự cam kết lợi nhuận, tính pháp lý của các dự án để rồi xảy ra hậu quả nghiêm trọng như hiện nay. Chúng tôi được biết các bị cáo hiện nay đều có hoàn cảnh khó khăn là lao động chính ở trong gia đình, nuôi con nhỏ, đều đầu tư tiền như là chúng tôi. Sự việc xảy ra không hoàn toàn là mong muốn của các bị cáo. Chúng tôi xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo trong vụ án này. Lời của ông Nguyễn Đức Duy, ngụ ở tỉnh Đồng Nai, đại diện cho 37 bị hại, gửi đơn xin cứu xét cho các bị cáo à, trình bày trước hội đồng xét xử. Theo cáo trạng, với các các hành vi có dấu hiệu sai phạm liên quan tới trách nhiệm của nhiều cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai và Địa Dũng Tạo, cơ quan điều tra tách ra xử lý sau nên sẽ không xem xét trong vụ án này. Che mắt bạn bè ngoài hào nhoáng đến tòa từ rất sớm. Ông t A, ngủ ở tại thành phố Hồ Chí Minh ngầm ngồi chia sẻ, ông đã dốc hết 500 triệu đồng tiết kiệm trong 10 năm làm công nhân may để mà mong kiếm thêm được ít tiền cho bản thân lúc về già. Đến nay thì ông phải ở nhà thuê mắc mờ tai rung và cái căn bệnh tim buộc phải là đi dây mượn tiền của anh em bạn bè để mà chữa trị. Trước khi ông trực tiếp đến công ty tìm hiểu, thấy công ty có trụ sở bề thế, nhân viên nhiều, quy mô công ty lớn và có nhiều khách hàng khác đang là giao dịch mua bán đất cho nên là tin tưởng. Tôi mong tòa xem xét đúng người, đúng tội để tôi có thể là lấy lại được chút tiền. Chứ giờ tôi không phải biết làm sao đó là lời chia sẻ của ông Vy A và bây giờ bà dai xin tạm dừng video ở đây hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo